Không biết các bạn thế nào, còn Daisy nhà mình có những cuốn sách yêu thích cả tuần, ngày nào cũng chỉ đòi đọc đi đọc lại đúng cuốn đó, đọc đến mức thuộc lòng, từng dấu chấm dấu phẩy, vẫn cứ hào hứng, vẫn cứ chăm chú, vẫn cứ thích mê như lần đầu tiên. Trẻ con học thông qua sự lặp lại. Vì thế việc trẻ con thường xuyên muốn đọc một cuốn sách hết lần này đến lần khác là hoàn toàn bình thường. Đây chính là cách mà bộ não của các bạn ấy tiếp thu câu chuyện và những hình ảnh, những ngôn ngữ trong đó. Theo một chuyên gia văn học và âm nhạc cho thiếu nhi thì một em bé cần nghe lặp lại một từ khoảng 1.000 lần để học được từ đó. Khi các bạn ấy từ 1 đến 3 tuổi thì cần lặp lại 50 lần và khi các bạn ấy trên 3 tuổi thì chỉ cần lặp lại một vài lần, vì sự kết nối trong não bộ đã được thiết lập và chính chúng ta đã hỗ trợ quá trình này bằng cách hát đi hát lại các bài hát, đọc những câu chuyện giống nhau và lặp lại những giai điệu hát ru chẳng hạn. Những em bé là con người của những thói quen và nguyên tắc này không chỉ đúng trong việc đọc sách mà còn với tất cả những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Các bạn nhỏ sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái với những trình tự lặp lại. Ví dụ như là một vòng tay ấm áp của ông bà bố mẹ, hay con đừng tới trường, hoặc là một bài hát ru trước khi đi ngủ chẳng hạn. Và điều này đặc biệt quan trọng với những bạn nhỏ dưới 3 tuổi vì các bạn ấy sẽ có cảm giác thích thú khi có thể dự đoán điều gì sắp xảy ra. Và cụ thể với việc đọc sách, khi nghe những cụm từ và cấu trúc của một câu chuyện nhiều lần thì các bạn nhỏ sẽ hiểu một cuốn sách tốt hơn vì biết được điều gì sắp xảy ra, có thể đoán trước được câu chuyện, thậm chí có thể lặp lại và hòa mình vào câu chuyện ấy. Cũng giống như cách mà người lớn chúng ta vẫn tự tin và chủ động hát các câu hát đã thuộc lòng trong một bài hát yêu thích vậy. Việc đọc đi đọc lại một cuốn sách sẽ khiến bé cảm thấy dễ chịu, một trong những lý do khiến đây trở thành hoạt động yêu thích nhất trong giờ đi ngủ. Cũng giống như những hoạt động lặp lại khác trước giờ đi ngủ, ví dụ như là đi tắm, uống sữa hay là massage chẳng hạn. Việc nghe một câu chuyện quen thuộc sẽ giúp bé bình tâm và thư giãn hơn, và điều này là một cách tuyệt vời để bé đi vào giấc ngủ. Một nghiên cứu vào năm 2011 về sự hấp thụ ngôn ngữ ở trẻ nhỏ đã chứng minh rằng khi các bạn nhỏ đọc một cuốn sách nhiều lần, các bạn ấy sẽ nhớ và lưu giữ nghĩa của từ mới tốt gấp 1,5 lần những bạn nhỏ đọc những cuốn sách khác nhau và trong cùng một quãng thời gian. Vậy thì với những bạn nhỏ chậm nói hoặc là vốn từ vựng chưa phong phú lắm, thì việc bố mẹ chăm chỉ đọc thường xuyên những cuốn sách yêu thích của con là một cách tuyệt vời để phát triển khả năng ngôn ngữ cho các bạn nhỏ. Như các bạn đã biết, trẻ con học hỏi thông qua sự lặp lại. Và khi chúng ta đọc đi đọc lại một cuốn sách nhiều lần, chúng ta đang cho phép trẻ học hỏi theo cách của trẻ. Và sự lặp lại đó là một quá trình luyện tập rất là tốt cho bộ não. Bởi vì mỗi khi chúng ta nhắc đi nhắc lại một từ, một nội dung hay một kỹ năng thì các chất hóa học trong hệ thần kinh sẽ được giải thoát và một đường mòn giữa các tế bào não cũng được củng cố vững chắc hơn. Và điều này giúp các bé học từ mới, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng rất là nhanh và dễ dàng. Khi các bé thật sự hiểu một câu chuyện và có thể biết tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào thì các bé sẽ có cảm giác tin tưởng vào năng lực của mình và tự hào rằng mình biết về điều đó. Hơn nữa, mỗi lần đọc lại thì các bé sẽ lại có một cơ hội khác để hiểu nghĩa và sắc thái của từ. Và khi hiểu nghĩa của từ mà mình đang đọc, các bé sẽ học cách để đọc dễ dàng hơn. Và điều này rất quan trọng khi các bạn nhỏ bắt đầu giai đoạn học đánh vần, tập viết và làm văn sau này. Thông qua việc đọc đi đọc lại một cuốn sách nhiều lần, các bạn nhỏ sẽ học được cách đạt được một kỹ năng sẽ phải như thế nào. Bộ não của trẻ sẽ tự nhiên thiết lập rằng nếu chưa làm được một điều gì đó thì bé có thể lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần cho đến khi đạt được. Và mình tin rằng với tất cả những lợi ích vừa rồi thì tối nay khi các bạn nhỏ thỏ thẻ ôm theo một vài cuốn sách yêu thích để nhờ bố mẹ đọc thì chúng ta sẽ đọc thật vui vẻ và hào hứng nhé.